qua cho con ngôn từ dân dốc. Chúng ta cầu chúng ta khi mà nghe lời Chúa thì biết giữ lấy, chắc chắn sẽ xung lợi 30, 60 và 100. Qua cho con ngôn dân dốc, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa. Nhà đó chúng ta được tiến đổi và xung hoa trái. Quả thật, ban đầu con người chúng ta đau khổ vì tội lỗi do không tin tưởng vào tình thương của Chúa, và Chúa Cha đã yêu thương chúng ta, cho nên là ban cho chúng ta ngôi lời, chúng là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian ra giảng về tình thương của Thiên Chúa, để nhờ đó ai tin vào người thì được cứu độ. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Ngài. Chính Chúa Kitô đến ngự trong tâm hồn chúng ta qua lời của Ngài, giúp chúng ta tin tưởng gắn bó vào tình thương của Chúa, và nhờ lời của Chúa chúng ta nhận biết được tình thương của Thiên Chúa cho Chúa Giêsu Kitô, và qua các hình ảnh và không cả đôi chúng ta cùng diễn tả, đó là Chúa Giêsu nơi mảnh cỏ, Chúa Giêsu nơi thập giá và Chúa Giêsu nơi thực tế, sẽ giúp cho chúng ta quén về sâu vào những cái là đời sống của chúng ta, là đời sống của chúng ta nhất tử. Cái hình ảnh của Chúa Giêsu đó là người vâng lời ở đó ngọc bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Và quả thật, Đức Chúa Cha Phêrô vì cha chúng ta trong con muốn điều của chính mình nhờ chúng ta tất cả điều phúc âm hóa được thiết lập dựa trên sự lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa. Và cha ông Sơ-bê của chúng ta cũng mời gọi chúng ta thực hiện cái việc sau đây: tìm kiếm, suy ngẫm, làm thêm và cộng tác với lời Chúa. Và hôm qua chúng ta cũng đã hỏi về cha Phan Xen, thì Ngài cũng dạy chúng ta học hỏi lời Chúa bằng cá nhân hay là theo nhóm, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến tình bạn thiêng liêng giữa những người tham gia, và chúng ta sẽ được thấy mình được thiện nhất ở trong Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa, và anh em chúng con xác tín rằng việc đón nhận lời Chúa sẽ giúp cho chúng con được đồng với chúng mình, và qua đó chúng con có thể chia sẻ